hút máu bệnh nhân ung thư, bắt bệnh nhân xếp hàng đợi giải cổ. Văn hóa không phong bì thì không cho mổ. Thao túng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đến tiền gửi xe cũng 40.000. Thanh củi này quá tươi và ướt, liệu lò bác Tô Lâm có đốt nổi không? Quý vị thân mến, những ngày gần đây, bê bối về bệnh viện ca Tân Triều lại nổi lên mạnh mẽ và gây bức xúc trong dư luận. Vậy sự thật ra sao? Hãy cùng BBA Tinh Hoa tìm hiểu chi tiết trong video này nhé. Đầu tiên, mời quý vị nghe chia sẻ của bạn Đậu Thanh Tâm, cháu gửi clip này lên cho các bác ở Bộ Y tế. Vì cháu thấy các bác đang quan tâm nóng hổi về vấn nạn phong bì và nhiều vấn đề khác ở bệnh viện. Cháu xin thưa với các bác rằng, các bác cần phải vào thanh tra, kiểm tra toàn bộ các bệnh viện K1, K2, K3. Cháu nói với tất cả các bác rằng, khi bác Thuấn còn làm giám đốc bệnh viện K, mọi thứ rất ổn, rất trật tự, đâu vào đấy. Lúc đó cháu nể nhất là bác Khánh Vũ. Nhưng khi bác Thuấn đi, bác Khánh Vũ cũng phải rời bệnh viện K. Có một thế lực nào đó đã khiến bác Khánh Vũ phải rời đi, làm cho bệnh nhân thiệt thòi. Vây cánh của ông Quảng, đưa từ bộ nguồn ung thư sang, kiêm nhiệm đến 5-6 chức vụ, giống như người ba đầu sáu tay, làm được tất cả mọi việc ở bệnh viện ca. Cuối cùng, những người giỏi, có tài thì không được tuyển dụng, còn những người nịnh bợ, trợ lý của ông Quảng, thì kiêm nhiệm đến 2-3 chức vụ ở bệnh viện ca. Cháu yêu cầu các bác thanh tra, kiểm tra các bệnh viện ca, nơi ông Quảng đang làm giám đốc. Nếu ông Quảng chưa đủ, chưa tròn trách nhiệm mà để người dân phản ánh quá nhiều thì yêu cầu ông Quảng phải từ chức. Nếu ai làm được việc thì những người ấy mới xứng đáng ngồi vào vị trí lãnh đạo. Nhưng nếu để người bệnh kêu quá nhiều, người dân phản ánh quá nhiều thì không thể tiếp tục làm lãnh đạo được. Ngoài vây cánh ra, cháu còn muốn nhắc đến vấn nạn gửi xe. Một chiếc xe gửi trong bệnh viện chỉ có 10.000 đồng một ngày đêm, nhưng trong bệnh viện đã bắt tay với nhau, không cho gửi xe mà đẩy ra ngoài, gửi với giá 40.000 đồng một ngày. Ai là người chỉ đạo chuyện này? Nếu không có sự chỉ đạo của người cấp trên, thì bảo vệ hay những người trong bệnh viện không bao giờ dám làm vậy. Bây giờ, người dân đi gửi xe khi vào viện rất khốn khổ, xe thì bị vứt ra ngoài đường. Đừng bao giờ lấy bệnh nhân ung thư ra để làm chỗ để kiếm tiền. Cháu nói thật với các bác, vì các bác đang theo dõi câu chuyện của cháu về bệnh viện ca, và các bác đã biết là cháu đã lên tiếng cách đây 2-3 năm rồi. Bây giờ, chuyện đang nổi sóng, thì cháu xin các bác ở Bộ Y tế vào cuộc, nhờ cả công an vào cuộc, nhờ bác Tô Lâm cho Bộ trưởng Bộ Công an vào cuộc thanh tra, kiểm tra tất cả các bệnh viện ca. Ở đó có quá nhiều vấn nạn, ngoài phong bì, ngoài gửi xe, còn có chuyện mua quan bán chức. Người thì kiêm nhiệm quá nhiều chức, người thì không có chức nào. Những người có tài, có đức ở bệnh viện ca từ thời bác Thuấn thì đều phải rời đi sau khi ông Quảng lên. Có vấn nạn gì ở bệnh viện ca mà để ông Quảng thao túng tất cả? Thao túng từ việc gửi xe đến mọi vấn đề khác ở bệnh viện ca. Đến bây giờ, từ khi ông Quảng lên làm giám đốc viện ca, chưa có gì thay đổi. Cháu khẳng định rằng ông Quảng chưa làm tròn trách nhiệm. Thời bác Thuấn, cháu luôn ủng hộ bác, luôn vỗ tay vì bác. Còn ông Quảng thì cần phải xem xét lại. Cháu yêu cầu Bộ Y tế phải thanh tra ở các bệnh viện ca. Cháu là đại diện cho những bệnh nhân ung thư vì cháu đã sống với họ quá lâu. Người nhà của cháu mất ở bệnh viện ca, hai người liền, một người ở K2, hai người ở K3. Khi bác Thuấn còn làm việc ở đó, cháu rất yên tâm. Bác Thuấn là người tận tâm, làm cho bệnh nhân cảm thấy có niềm tin. Nhưng từ khi ông Quảng lên, mọi niềm tin đều mất hết. Từ vấn nạn phong bì đến việc ông Quảng không quản lý chặt chẽ, để lính của ông ăn chặn, tràn lan khắp nơi. Đi mổ giáo sư phải đăng ký với giá 10-20 triệu đồng, nhưng khi vào mổ thì không phải giáo sư mà là thực tập viên. Tại bệnh viện ca có quá nhiều vấn nạn, nên các bác ở Bộ Y tế cần phải thanh tra toàn bộ các bệnh viện ca. Cháu là một người dân và câu chuyện của cháu là thực sự. Hiện cháu đang nằm viện cũng từ việc cháu lên án. Bây giờ cháu đang bị thiệt thòi, bị gãy chân, nhưng cháu vẫn yêu cầu các bác ở Bộ Y tế phải vào thanh tra, kiểm tra ở 3 bệnh viện K1, K2, K3. Cháu xin chào các bác ở Bộ Y tế đang theo dõi câu chuyện của cháu. Cháu cảm ơn các bác rất nhiều. Vâng, khi nghe những lời chia sẻ đầy chân thành và đầy cảm động của bạn Đậu Thanh Tâm, có lẽ ai trong chúng ta đều cảm thấy sự bất lực và đau đớn của những người dân khi phải đối mặt với hệ thống y tế đầy rẫy bất cập. Bệnh viện ca, nơi đáng lẽ là nơi an toàn và hy vọng cho những bệnh nhân ung thư, giờ đây lại trở thành biểu tượng của sự gian dối và tham nhũng. Từ việc những người tài năng,
tận tâm như bác Thuấn và bác Khánh Vũ bị buộc phải rời đi. Đến việc những cán bộ thiếu trách nhiệm như ông Quảng thao túng cả hệ thống, tình trạng này chỉ khiến niềm tin của người dân vào y tế ngày càng suy giảm. Bạn Tâm, đại diện cho những bệnh nhân ung thư, đã dũng cảm lên tiếng về những vấn nạn từ phong bì, mua quan bán chức đến việc gửi xe trái phép trong bệnh viện. Mỗi lời chia sẻ của bạn không chỉ phản ánh nỗi đau của riêng mình, mà còn là tiếng kêu cứu từ hàng ngàn bệnh nhân khác, những người đang ngày đêm phải đối mặt với bệnh tật và cả hệ thống y tế bất công. Sự bất lực của người dân không chỉ dừng lại ở việc không thể nhận được dịch vụ y tế chất lượng mà họ xứng đáng được hưởng, mà còn nằm ở sự thiếu vắng những người lãnh đạo có tâm, có tầm. Khi những người đứng đầu như ông Quảng không đủ trách nhiệm và năng lực, hệ thống y tế sẽ tiếp tục bị thao túng, và người chịu thiệt thòi không ai khác chính là những bệnh nhân vô tội. Trong tình cảnh này, người dân rất mong mỏi sự can thiệp của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sự công bằng, minh bạch và tinh thần quyết tâm trong cuộc chiến chống tham nhũng của ông có thể là ánh sáng cuối cùng, mang lại niềm tin và hy vọng cho những bệnh nhân đang hàng ngày đấu tranh với căn bệnh quái ác. Hẳn quý vị còn nhớ, vào ngày 5 tháng 6 năm 2020, giáo sư Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã trao quyết định số 2368 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Ca cho Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng. Ông Quảng sinh năm 1972 tại Bắc Ninh, là bác sĩ nội trú khóa 22 từ năm 1998 đến 2001, từ năm 2002 đến năm 2009, là bác sĩ điều trị tại khoa ngoại đầu cổ, bệnh viện ca, giảng viên bộ môn ung thư, trường Đại học Y Hà Nội. Từ năm 2010 đến năm 2015, ông Quảng là phó trưởng bộ môn ung thư, trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2016, là trưởng khoa ung bướu và chăm sóc giảm nhẹ, bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Từ tháng 1 năm 2017, kiêm trưởng khoa ngoại đầu cổ, bệnh viện ca. Tháng 11 năm 2017, ông Quảng được Bộ Y tế bổ nhiệm làm phó giám đốc bệnh viện ca. Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện ca trung ương, thay thế giáo sư Trần Văn Thuấn, hiện là thứ trưởng Bộ Y tế, ông Quảng là phó giám đốc thường trực bệnh viện ca. Trước bê bối của viện ca, một người đã bức xúc chia sẻ rằng nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà chính là lòng người. Qua sự việc của bệnh viện ca cơ sở Tân Triều Hà Nội, dấy lên một hồi chuông báo động về y đức. Có thể nói rằng, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thường phải đi ra Hà Nội với một tia hy vọng cho cuộc đời ngắn ngủi còn lại của họ, giống như ngọn đèn trước gió sắp tắt, muốn tìm lại một tia sáng ở cuối đường hầm. Tôi đã từng tới đây cách đây hơn 10 năm, khoảng năm 2011. Điều tôi rất cảm động là từ thiện ở phía ngoài bệnh viện rất tuyệt vời. Bệnh nhân ung thư nhận được những suất cơm từ thiện từ nhiều tổ chức khác nhau, cùng với những căn nhà trọ lúc đó chỉ 20.000 đồng một ngày đêm. Tôi thấy rất tuyệt vời. Cách đây hơn 10 năm, bước qua cổng bệnh viện là một thế giới hoàn toàn khác. Những bệnh nhân vật vờ, ốm yếu, da bọc xương, phải chi tiêu những đồng tiền cuối cùng của cuộc đời mình. Đặc biệt là vấn nạn phong bì trước khi hóa trị, xạ trị vào thời điểm đó là 200.000 đồng. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì tôi đã vào hoàn cảnh đó. Ngày đó, người thân của tôi phải ra đó để tìm tia hy vọng cuối cùng, nhưng cuối cùng đã tắt. Tôi muốn nói một điều rất tuyệt vời là công tác từ thiện ở phía ngoài bệnh viện, những suất cơm từ thiện, những sự hỗ trợ của các mạnh thường quân dành cho người bệnh ung thư giai đoạn cuối, những hỗ trợ về nơi ăn chốn ngủ, cách đây 11 năm là như vậy, tôi đã rất cảm động. Lúc đó, tôi không có tiền, rất nghèo, đi ra để chăm sóc người thân bị ung thư, nhưng rất buồn và đau lòng vì khi vào bệnh viện, mọi việc đều phải có phong bì mới được hóa trị, xạ trị. Nhà tôi rất nghèo vào thời điểm đó, và tôi đã đánh mất niềm tin đối với y đức của bác sĩ ngay từ lúc đó, đặc biệt là tuyến cuối của bệnh nhân ung thư. Đến bây giờ, sau mười mấy năm, sau sự kiện Đậu Thanh Tâm, gióng lên một hồi chuông hy vọng, tại sao một thông lệ tồn tại lâu đời như vậy mà vẫn cứ tồn tại, không bị lên án, cũng không có cơ quan chức năng nào thanh tra để thanh lọc bộ máy công quyền này. Cần tìm hiểu xem phong bì đó những ai nhận. Chúng ta chỉ kỷ luật một cô y tá nhận phong bì là chưa đủ. Chúng ta chỉ chặt đi một cái rễ thôi, còn thân nó vẫn còn, những rễ khác vẫn hút máu. Cho nên, cần phải điều tra, thanh tra toàn diện từ trước đến nay và xử lý nghiêm khắc để lấy lại lòng tin của nhân dân về y đức, về nghề thầy thuốc. Rất buồn trong thời điểm bây giờ, đất nước ta đang cố gắng thanh lọc những căn bã của xã hội, lấy lại niềm tin của nhân dân. Đặc biệt là hai ngành y đức và ngành giáo dục. Ngành giáo dục vừa có sự kiện Thích Chân Quang, dấy lên một hồi chuông về pháp lý trong việc cấp bằng, băng cấp. Trong ngành giáo dục, người chồng người,
người nuôi dưỡng tâm hồn cho cả một thế hệ. Còn ngành y, đó là những người lương y như từ mẫu. Nhưng khi bước vào cổng bệnh viện ca, cơ sở Tân Triều của Hà Nội, thì lương y đã khoác lên một màu áo khác. Tôi rất buồn cho những người đã khoác lên mình màu áo trắng của lương y, những người mà xé phong bì, lấy những đồng tiền cuối cùng của bệnh nhân ung thư để lo lót được xạ trị sớm, được chữa bệnh sớm hoặc được ưu tiên một điều gì đó. Hỏi rằng, những đồng tiền đó, các bị sai, thì các bị có sự nghiệp báo hay không? Rất đau lòng, nơi lành nhất không phải là Bắc Cực mà chính là lòng người. Khẩu hiệu của ngành y, lương y như tử mẫu, ở những người ta gọi là tử mẫu, là một người mẹ hiền từ, là niềm tin cuối cùng mà người ta hướng tới khi sắp lìa cõi trần. Nhưng tử mẫu lại chỉ biết có phong bì, thì người ta gọi đó là ăn bẩn, ăn trên xác chết, ăn trên niềm tin và sự hy vọng của bệnh nhân ung thư, thì không gì bẩn bằng. Mong rằng các cấp chính quyền thanh tra tìm ra và xử lý triệt để, không phải xử lý một cô y tá lấy phong bì mà thôi. Đó chỉ là một người đáng thương, bởi vì phong bì đó không phải cô ấy lấy hết. Tôi đoán như vậy, nó sẽ chia ra rất nhiều. Cho nên, đây là cơ hội để chúng ta lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với ngành y, xây dựng một môi trường y thực sự trong sạch, thực sự vì dân và đúng như câu, lương y như từ mẫu. Hãy chia sẻ video này, hãy xóa bỏ những kẻ cửa quyền, những kẻ lợi dụng, những kẻ ăn trên mồ hôi xương máu của nhân dân, để có một xã hội trong sạch, vững mạnh, ủng hộ bác Trọng, ủng hộ bác Tô Lâm đốt lò. Quý vị có suy ngẫm gì về ý kiến này? Hãy để lại một bình luận nói lên quan điểm của mình bên dưới video nhé. Tiếp đến là một tin cực vui. Bộ Y tế đề xuất người mắc ung thư, bệnh hiểm nghèo được chi trả 100% mức hưởng bảo hiểm y tế. Rất tuyệt vời phải không quý vị? Bộ Y tế đề xuất quy định tỷ lệ hưởng bảo hiểm y tế 100% trong phạm vi mức hưởng đối với người bệnh được chẩn đoán xác định mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có bệnh ung thư, đột quỵ, bại liệt. Tại báo cáo đánh giá tác động của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế lần 2, Bộ Y tế đề xuất quy định tỷ lệ hưởng bảo hiểm y tế 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng đối với. Một số trường hợp đặc thù không phải theo trình tự, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp người bệnh được chẩn đoán, xác định mắc một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, thủ thuật phức tạp hoặc sử dụng kỹ thuật cao, được đến thẳng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chuyên khoa, năng lực chuyên môn kỹ thuật cao hơn, theo quy định của Bộ Y tế. Theo đánh giá của Bộ Y tế, quy định này giúp tiết kiệm chi cho quỹ bảo hiểm y tế, do người bệnh không phải khám nhiều lần ở cấp dưới và khám lại ở cấp trên, từ đó góp phần giảm số lượt khám bệnh và tăng tính hiệu quả của mỗi đợt điều trị. Người dân tiết kiệm chi phí đi lại và chi phí đồng chi trả trong trường hợp phải tự đi khám, chữa bệnh vượt cấp. Theo quy định hiện nay, danh mục bệnh hiểm nghèo bao gồm 42 loại bệnh như ung thư, phẫu thuật động mạch vành, đột quỵ, mất thính lực, bệnh Parkinson, bại liệt. Đại diện vụ bảo hiểm y tế lý giải rằng, đề xuất tỷ lệ hưởng 100% bảo hiểm y tế với một số trường hợp cụ thể, nghĩa là người bệnh sẽ được chi trả tối đa chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Điều này không đồng nghĩa với việc bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám, điều trị bệnh. Theo đó, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của luật bảo hiểm y tế hiện hành, theo tỷ lệ thanh toán 80%, 95% và 100% đối với từng trường hợp cụ thể. Về đề xuất một số trường hợp đặc thù không phải theo trình tự, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đại diện vụ bảo hiểm y tế giải thích rằng, ví dụ như những bệnh nhân mắc bệnh về máu, tim mạch, những bệnh chỉ có cơ sở y tế chuyên môn, tuyến cuối mới điều trị được, người bệnh không cần xin giấy chuyển tuyến theo trình tự. Bệnh nhân đến cơ sở chuyên môn và được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định. Tương tự, những bệnh nhân mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, cũng sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định mà không cần chuyển tuyến, theo trình tự khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề xuất quy định rằng người bệnh mắc các bệnh mạn tính khi chuyển về cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu quản lý sẽ được cấp phát thuốc chuyên khoa, thuốc sử dụng ở cấp chuyên môn cao hơn, đồng thời được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Vậy thì tóm lại, ai sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh?
theo quy định của luật bảo hiểm y tế hiện hành, người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi đồng thời đạt đủ các điều kiện sau đây. 1. Có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên. 2. Có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh của những lần đi khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm, lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. 3. Đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Như vậy, với đề xuất của Bộ Y tế, người bệnh được mở rộng tỷ lệ hưởng bảo hiểm y tế 100% đối với một số trường hợp không cần khám, chữa bệnh đúng tuyến. Với nhiều người thì đây là một tin cực vui và phấn khởi. Hy vọng đề xuất này sẽ sớm được thông qua cùng với bộ máy y tế được làm sạch. Theo quý vị thì cơ hội được thông qua có cao không? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé! Quý vị thân mến, trước đó, ngày 16 tháng 8 năm 2024, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đã tham dự phiên họp bất thường để bầu thêm một ủy viên Bộ Chính trị, đó là Tướng Công An Lương Tam Quang, cùng ba ủy viên Trung ương Đảng, Tướng Công An Nguyễn Duy Ngọc, Tướng Quân Đội Trịnh Văn Quyết và đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Điều tuyệt vời là những đồng chí được bầu thêm này đều là những người rất tâm huyết trong việc diệt giặc nội xâm, chống tham nhũng kịch liệt. Chính vì vậy, công cuộc lò đốt ngày càng cháy to và mạnh mẽ hơn. Tất cả các ban ngành, các bộ, các cán bộ cấp cao, thấp cấp, kể cả cấp xã, cấp phường, cấp huyện, cấp quận, cấp tỉnh sẽ có rất nhiều cán bộ vào lò. Đặc biệt, sự chú ý sẽ được tập trung vào Bộ Y tế và Bộ Giáo dục. Bộ Giáo dục là một trong những bộ gây nhức nhối nhiều năm qua, gây ảnh hưởng lớn đến học sinh và phụ huynh. Đơn cử như việc sách giáo khoa viết đi viết lại rất nhiều lần, tốn rất nhiều tiền của phụ huynh, cũng như có hàng trăm, hàng nghìn hiệu trưởng ở các trường tiểu học, cấp 2, cấp 3 và các trường đại học đã ăn đút lót, hối lộ, bắt phụ huynh và học sinh đóng các khoản phí bất thường nhằm chuộc lợi. Đã đến lúc Bộ Giáo và Y tế nên được làm sạch lại. Bác Hồ có dạy rằng vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Trước kia, vấn đề tôn sư trọng đạo là nguyên tắc cơ bản. Nhưng lần này, khi mà đồng chí Tô Lâm cùng với Bộ Công an, Quân đội, Viện Kiểm sát, cùng Tòa án sẽ đưa tất cả những người quản lý ngành giáo dục không trung thực ra ánh sáng, họ sẽ bị đưa vào lò đốt mà không có vùng cấm. Làm sao để chúng ta biết mà hy vọng vào công cuộc này? Vâng, trong những ngày vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục đốt lò, kỷ luật một loạt cán bộ cất cánh, hạ cánh và gãy cánh. Mới đây, công cuộc đốt lò chống tham nhũng từ trung ương đến địa phương đã được cập nhật từng giờ trên báo điện tử chính phủ. Thứ nhất, lệnh khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can là Tổng Cục trưởng, Bộ trưởng, Giám đốc và 2 cán bộ khác. Thứ hai, đề nghị kỷ luật 3 tỉnh ủy viên và 2 nguyên giám đốc sở, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, nghiêm khắc phê bình 17 đồng chí, đề nghị kỷ luật tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu. Thứ ba, khởi tố và bắt tạm giam ông Đinh Minh Nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư, khởi tố Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Khu công nghệ cao. Thứ năm, khởi tố và bắt tạm giam nguyên Chủ tịch xã. Đó chỉ là 5 trong rất nhiều vụ việc chúng tôi muốn nhắc tới. Thời điểm này, dư luận đang rất chờ đợi. Sau khi công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và các cơ quan đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thời gian tới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng và tiêu cực sẽ tiếp tục nóng bỏng hơn. Lò đã nóng lên rồi, thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước để làm lò nóng lên. Và thời gian chính là câu trả lời cho tất cả. Một lệnh khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can là Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở. Nghe những cái tên sau đây, có thể quý vị sẽ phải giật mình vì những bị can được nhắc đến đều có chức vụ rất hoách, một là nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, hai là nguyên Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ba là nguyên Bộ trưởng, Bộ Khoáng sản Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Hiện nay, không còn khái niệm vừa cất cánh đã trúng đạn hay hạ cánh an toàn. Rất nhiều trường hợp chỉ sau khi về hưu mới phát hiện được sai phạm, nhưng cũng có vô số trường hợp đang đương nhiệm bị bung bét hết. Người có sai phạm thường cho rằng mình đã hạ cánh an toàn, đến lúc về hưu mới bung ra thì lại nghĩ rằng không ai làm gì được mình cả. Người cho rằng mình đang tại vị, có quyền lực thì không sợ bị phát hiện. Đời người là những chuyến đi, đường quan lộ của đời người như chuyến bay. Thời trẻ phấn đấu nỗ lực để cất cánh, khi bóng hoàng hôn phủ xuống, mong được hạ cánh an toàn, còn được người đời ngưỡng mộ.
không ai muốn gãy cánh giữa đường quan lộ đang thênh thang, rộng mở. Những người đã hạ cánh không an toàn hay gãy cánh đều có những tội danh giống nhau khi bị khởi tố và kỷ luật. Vì tư lợi, một bộ phận cán bộ không thể giữ mình trong sạch, ngả nghiêng để bộ phận lợi ích nhóm khống chế, chi phối, dẫn đến sai phạm, khiến nhà nước bị thất thoát ngân sách. Khi bị đưa ra ánh sáng, người đã nghỉ hưu được gắn với cụm từ hạ cánh không an toàn. Người đương chức thì bị gọi là gãy cánh. Thực tế, những đại án được điều tra xét xử đều có liên quan đến cán bộ chủ chốt của các bộ, ban, ngành và địa phương, không ít trong số đó là cán bộ diện trung ương quản lý. Vận hạn cũng từ tâm tính của mỗi người mà ra. Người làm cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu không gắn quyền lực với trách nhiệm thì rất dễ lệch quỹ đạo. Những nỗ lực khi còn trẻ của thời cất cánh trở thành số không. Để rồi, có người đứng trước tòa chỉ còn biết ngậm ngùi, nói lời xin lỗi và cảm thấy nhục nhã xấu hổ. Khi nhận ra sai lầm, con người mới muộn màng hồi tưởng lại về thời tuổi trẻ mang trong mình ước mơ, khát vọng, lý tưởng cao đẹp vì đất nước, vì nhân dân và vì bản thân mà phấn đấu. Những điều tốt đẹp ban đầu ấy là điểm tựa cho cuộc cất cánh ngoạn mục thành công nhất. Nhưng lúc ở đỉnh cao danh vọng, quyền lực bị tha hóa, ước mơ ban đầu phai nhạt, người ta chỉ nghĩ đến việc sống cho riêng mình. Người có sai phạm nghiêm trọng, bị kỷ luật, bị khởi tố đều có lý do để biện hộ cho bản thân. Đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giờ đây không chỉ là nhiệm vụ riêng lẻ mà đã trở thành phong trào, thành một xu thế. Cá nhân nào muốn không tham gia cũng không thể được. Đấu tranh phòng chống tham nhũng mạnh mẽ như thế, kỷ luật và truy tố nhiều cán bộ như thế, thì cảm xúc của nhân dân như thế nào? Nhân dân có buồn không? Có tâm tư hay chăn trở không? Buồn lắm chứ, và cũng đau lắm chứ. Không ít vị cán bộ lão thành đã cống hiến và hy sinh cả đời cho cách mạng phải gạt nước mắt khi nhắc đến những vụ việc nổi cộm, nhắc đến những cán bộ vi phạm cả pháp luật lẫn đạo lý, sẵn sàng trục lợi trên nỗi đau khổ bất hạnh của nhân dân. Nhưng trên hết, họ vẫn tin rằng cuộc chiến chống giặc nổi xâm sẽ có kết quả tích cực, tin vào tài năng, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức của người đốt lò. Không liêm, không sạch thì trên bảo dưới không nghe. Không lấy bản thân mình, gia đình mình làm tấm gương, sao Tể gia, trị quốc, bình thiên hạ được. Sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm đi đôi với nói của Tổng Bí Thư, trưởng ban chỉ đạo và các lãnh đạo chủ chốt là chỗ dựa vững chắc và là sự đảm bảo về mặt chính trị, tạo động lực to lớn cho công cuộc phòng chống tham nhũng. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương đã tạo thành cánh tay nối dài để quét sạch những cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất từ cấp xã cho đến trung ương. Mỗi người dân Việt Nam đều luôn trông đợi và ủng hộ công cuộc đốt lò, dù có muộn màng. Quý vị có ý kiến gì về công cuộc đốt lò dưới thời Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm? Hãy để lại một dòng bình luận bên dưới video này nhé. Đừng quên bấm đăng ký BBA Tinh Hoa và hẹn gặp lại.